Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay là ngày thứ bảy, 27 tháng 5, cũng là cuối tuần cuối cùng của tháng 5 này. Sang tuần chúng ta sẽ bắt đầu tháng 6 với cuộc họp FOMC của Fed vào thời điểm giữa tháng mà cả thị trường đang mong đợi. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng dành thời gian để điểm qua diễn biến giá cả trong tháng 5 cũng như là những cái sự kiện quan trọng ở trong tháng 6 tới mà chúng ta cần phải quan tâm các bạn nhé. Đầu tiên, như thường lệ, chúng ta hãy cùng điểm qua đồ thị giá của Bitcoin cũng như các loại tài sản quan trọng khác để nắm được diễn biến hiện tại của thị trường các bạn nhé. Tuần này các bạn thấy là Bitcoin mở cửa ở mức là 26.751. Ở đây rồi tăng trong 2 ngày là thứ hai và thứ ba lên mức cao nhất là 27.500. Test lại đỉnh lập được vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi. rồi sau đó giảm mạnh từ đêm thứ ba và ở trong cả ngày thứ tư xuống test lại cái vùng hỗ trợ là 25.800. Mặc dù trước đó vào ngày 12 tháng 5 vừa qua giá Bitcoin đã test cái vùng hỗ trợ 25.800, 26.000, hợp lưu của fibo 0,382 ở trên không ngay và MA 100 à, cũng ở trên không ngay. Nhưng hiện tại chúng ta chưa thấy có đủ tín hiệu cho thấy là đợt điều chỉnh của Bitcoin lần này sẽ dừng lại ở đây. Khi lúc này chúng ta thấy ở trên khung ngày Bitcoin vẫn đang có cấu trúc giảm rõ rệt với đỉnh sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Các thị trường tài sản cũng đang ở trong cấu trúc giảm mạnh ở trên khung ngày. Ví dụ như là trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, kỳ hạn 2 năm đều đang giảm rất là mạnh. Ở đây là khung ngày Bên Forex thì ví dụ như là cặp Euro USD các bạn thấy là cũng giảm giống như là những cái thị trường chính. Vàng cũng đang giảm và không ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy là hiện tại DXY chỉ số sức mạnh đồng đô la thì đang tăng mạnh khi mà những cái thị trường tài sản đều giảm như vậy. Hiện tại mình quan sát các thị trường thì đều thấy vẫn chưa có tín hiệu thuyết phục cho việc kết thúc đợt điều chỉnh hiện tại và các thị trường uh, sẽ tăng trở lại ít nhất là chưa có cái tín hiệu để mà ủng hộ cho việc các thị trường tăng trở lại mặc dù bitcoin là một nhóm tài sản riêng biệt nhưng mà do đều được mua bán trao đổi bằng đồng usd nên các bạn vẫn sẽ thấy bitcoin có cái xu hướng và cấu trúc tương đồng với cả những cái thị trường nếu việc giảm này tiếp diễn thì như mình có chia sẻ ở trong video mình đang đầu tuần với tựa đề là bitcoin chuẩn bị có đợt thanh lý lớn thì không loại trừ khả năng Bitcoin có thể rơi xuống dưới 25.800 và khiến cho phe lo bắt đầu bị thanh lý hàng loạt và giá có thể là tiếp tục giảm mạnh. Mặc dù vậy, khi mà nhìn rộng ra khung tuần, chúng ta vẫn thấy được rằng Bitcoin vẫn đang ở trong cấu trúc tăng với đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Lý do đợt này giảm nhiều và liên tục như vậy có lẽ là bởi vì ở trong tháng 3 vừa qua, Bitcoin đã tăng quá mạnh trong một thời gian ngắn. Nếu các bạn còn nhớ thì đợt đó, sau khi ngân hàng SVB sụp đổ bên Mỹ, thì Bitcoin đã tăng mạnh từ 20.000 lên 31.000 trong có một tháng mà thôi. Tạo rất là nhiều những khoảng trống về thanh khoản ở trên khung ngay. Các bạn thấy mình có đánh dấu ở đây. Nên việc giá giảm để mà tìm cách về lấp những khu vực này là cái điều hoàn toàn dễ hiểu. Đợt này cá nhân mình sẽ quan sát ngưỡng key level 22.200. Nếu Bitcoin đóng nến tuần dưới ngưỡng này thì theo phương pháp xác định xu hướng và cấu trúc của cá nhân mình thì mình mới nghĩ là Bitcoin đã đứt cấu trúc tăng và đo trend của 2022 có thể sẽ tiếp diễn. Các bạn lưu ý là mình sẽ quan sát đóng nến tuần vào 7 giờ sáng thứ hai mỗi tuần để tránh những trường hợp như là giữa tháng 3 vừa qua giá giật dâu xuống dưới key level ở khung tuần là mức 21.800 như các bạn thấy ở đây Tuy nhiên sau đó thì vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật lại nhanh chóng rút dâu lên và tới thứ hai đầu tuần sau đó thì đóng nến ở trên key level vẫn giữ cấu trúc tăng ngưỡng 22.200 các bạn lưu ý là ngưỡng mình cho rằng là quan trọng nhất về mặt hỗ trợ để mà giữ cái cấu trúc tăng của Bitcoin trên khung tuần hiện tại Tuy nhiên chúng ta không thể biết trước được rằng là Bitcoin sẽ điều chỉnh về đâu trước khi quay đầu có thể là những cái ngưỡng cao như là 25.800, 26.000, có thể là về sâu xuống tận 22.200. Cũng có thể là một cái ngưỡng nào đó ở giữa hai cái mức giá này, giữa 22.200 và 25.800. Đó là cái trường hợp mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là Bitcoin sẽ còn tiếp tục tăng sau cái đợt điều chỉnh này. Để mà xác định những cái khu vực hỗ trợ tiềm năng và cái thời điểm mà khả năng cao là Bitcoin có thể là kết thúc cái đợt điều chỉnh này và tăng trở lại và người ta hay nói là tìm cách bắt đáy đó thì hôm trước vào ngày thứ bảy thì mình đã làm một cái video chia sẻ một cái phương pháp hoặc là nhiều phương pháp nhiều cái công cụ để chúng ta có thể xác định được cái điểm giá và cái thời điểm phù hợp để chúng ta có thể bắt được cái điểm kết thúc của cái đợt điều chỉnh này cái video này là vào ngày 20 tháng 5 các bạn có thể tham khảo cái video này có rất là nhiều yếu tố mà chúng ta sẽ cần phải quan sát để mà chúng ta có thể tăng cái xác suất bắt được đúng cái sự kết thúc của đợt điều, điều chỉnh này hơn. Tránh cái trường hợp là chúng ta bắt sai, đúng không ạ? Có thể là rất là dễ tâm lý hoặc là nếu mà chúng ta đánh đòn bẩy thì có thể là chúng ta sẽ bị stop loss hoặc là thậm chí là trái tài khoản. Về những sự kiện mà chúng ta cần quan tâm ở trong tháng 6 tới thì đối với thị trường tài chính chung sẽ là cuộc họp FOMC của Fed vào 1 giờ sáng ngày thứ năm, ngày 15 tháng 6 Nếu các bạn còn nhớ khoảng một vài ngày trước đây, ít nhất là trước thời điểm tối hôm qua, tối thứ sáu, thì điều mà mọi người kỳ vọng trong cuộc họp này là Fed sẽ tuyên bố ngừng nâng lãi suất. À, tuy nhiên, thì uh, vào thời điểm ngày hôm qua khi mà chúng ta có tin về lạm phát PC không được tốt cho lắm lạm phát PC ở trong tháng 4 đạt tới 4,4% cao hơn so với kỳ trước là 4,2% và cao hơn so với cả à, dự báo là 3,9%. Thì thị trường hiện tại lại đang thiên về khả năng là Fed sẽ à, tiếp tục nâng lãi suất khi mà cái công cụ Fed Watch Tool cho chúng ta thấy được rằng là các trader ở trên thị trường tài chính phái sinh của Mỹ đang dự đoán là chỉ có khoảng 35,8% khả năng là Fed sẽ không nâng lãi suất nữa ở trong tháng 6 và có tới 64,2% khả năng là họ sẽ tiếp tục nâng lãi suất sau cái thông tin về việc lạm phát PC vẫn rất là cao ngày hôm qua như vậy. Từ thứ tư vừa rồi thì chúng ta có biên bản cuộc họp FOMC hồi tháng 5 được công bố và chúng ta cũng biết là các quan chức Fed thời điểm đầu tháng 5 họp FOMC đó thì chưa có sự đồng thuận về việc là có nâng lãi suất tiếp hay không. Nhiều quan chức ủng hộ việc dừng nâng lãi suất vì nền kinh tế khả năng cao sẽ chậm lại, nhưng một số quan chức thì vẫn muốn nâng lãi suất tiếp để mà đưa lạm phát nhanh chóng với target là 2%. Kết luận lại thì các quan chức sẽ dựa vào những cái dữ liệu về kinh tế kể từ thời điểm mà kết thúc cuộc họp vừa rồi. Sau đó mà có những cái dữ liệu gì thì họ sẽ xem xét để mà đưa ra quyết định là, là tháng 6 tới sẽ dừng hay là tiếp tục nâng lãi suất. Thì hôm qua chúng ta có tin PC vì lạm phát PC khá là xấu. Nhưng mà thực ra thì hiện tại cái xu hướng về lạm phát vẫn đang là giảm. Tất nhiên là cái kỳ báo cáo gần đây nhất là vào giữa tháng 5 vừa rồi thì nó giảm không nhiều như là cái kỳ trước đó. Kỳ trước đó từ tháng 2 đến tháng 3 thì giảm tới 1%, từ 6% xuống còn cái kỳ gần đây nhất là từ tháng 3 tháng 4 là lạm phát giảm từ 5% từ 4,9% là chỉ có giảm khoảng 0,1% mà thôi. Do đó mình nghĩ khả năng cao thị trường vẫn sẽ phải trông đợi vào tin CPI vào ngày 13 tháng 6 sắp tới. Vì đây sẽ đóng vai trò là dữ liệu mà Fed sẽ cân nhắc để xem cái xu hướng uh, tiếp tới của lạm phát có phải là tiếp tục là giảm hay không. Thông tin thứ hai cũng quan trọng không kém là tin về non-farm và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ sáu tới vào ngày mùng 2 tháng 6. Dữ liệu nonfarm tháng 5 vừa công bố cho thấy mức tăng trưởng của việc làm ở Mỹ vẫn rất là cao. Tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn liên tục giảm và hiện tại vẫn đang ở mức thấp, cho thấy nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn rất là mạnh. Do đó thị trường sẽ vẫn phải trông đợi vào tin nonfarm sẽ ra vào ngày mùng 2 tháng 6 tới. Fed bò sẽ tìm kiếm các cái dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đang yếu dần, còn phe gấu uh, sẽ muốn non tiếp tục cao và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục thấp để tạo áp lực khiến Fed phải tiếp tục nâng lãi suất. Còn sau tin PC khá là xấu ngày hôm qua, thì uh, hiện tại mình nghĩ là thị trường vẫn sẽ tiếp tục cái sự điều chỉnh hoặc là ít nhất là đi ngang uh, trong cái thời gian tới. Câu hỏi đặt ra là nếu dữ liệu ủng hộ đà tăng của Bitcoin thì Bitcoin có thể sẽ tăng lại không và tăng tới đâu? Theo kinh nghiệm quan sát thị trường của cá nhân mình thì là có Nếu tin tốt thì thị trường sẽ tăng Có thể là không phải ngay thời điểm ra tin Nhưng mà sẽ rất dễ hình thành một cái xu hướng tăng ở trong những cái ngày sau đó Không chỉ Bitcoin mà các thị trường lớn như trái phiếu vàng Forex cũng thường sẽ tăng theo vì giá trị của đồng USD sẽ giảm nếu mà phép ngừng nâng lãi suất. Hiện tại Bitcoin có một cái vùng cản rất là lớn là vùng cản 30.000. Đây từng là cái đáy của Uptrend 2021 hiện tại chuyển thành một cái khu vực kháng cự khá là mạnh nếu vượt qua được cái cản 30.000 này thì khả năng Bitcoin có thể lên lấp cái vùng imbalance tại khu vực là 31.900 cho tới 37.600 ở trên này nhưng mà nếu không thì Bitcoin cái việc là có thể giảm xuống test lại những khu vực sâu hơn, thậm chí là gãy cái cấu trúc tăng hiện tại trên khung tuần là hoàn toàn có thể xảy ra giống như ở giai đoạn Bitcoin test cái cản 25.000 hồi tháng 8 năm ngoái và đầu năm nay. Còn về thị trường crypto, thì thông tin quan trọng nhất của tháng 6 chắc hẳn các bạn cũng đã biết, đó chính là việc chính phủ Hồng Kông bắt đầu hợp pháp hóa việc người dân bình thường có thể mua và giao dịch crypto. Tuy nhiên, thì từ ngày 1 tháng 6, thì các sàn giao dịch mới được phép là bắt đầu nộp đơn đăng ký giấy phép để cung cấp dịch vụ uh, giao dịch cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Hồng Kông mà thôi có nghĩa là sẽ cần một khoảng thời gian sau đó để những đơn đăng ký này được chấp thuận và cái sàn này mới có thể chính thức được cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Hồng Kông và dòng tiền mới thể bắt đầu chảy vào thị trường crypto được. Mặc dù sẽ có cái độ trễ ở trong ngắn hạn nhưng mà thông tin này chắc chắn là bullish về chung và dài hạn cho thị trường crypto rồi. Hồng Kông là một thành phố giàu có với GDP bình quân đầu người gần 50.000 USD vào năm 2021, Hồng Kông cũng là một cái trung tâm tài chính của thế giới. Nếu như New York là cửa ngõ để thế giới đầu tư vào các công ty ở Mỹ, Tokyo là cửa ngõ để đầu tư vào công ty ở Nhật Bản thì Hồng Kông là cửa ngõ để thế giới đầu tư vào Trung Quốc, công xưởng của thế giới. Hong Kong is the ultimate gateway between China and the rest of the world. The biggest thing that is going to determine Hong Kong success chừng nào kinh tế trung quốc còn đóng vai trò quan trọng còn tăng trưởng thì nhu cầu về vốn của kinh tế trung quốc còn cần rất là nhiều và hồng kông chính là nơi mà trung quốc có thể thu hút vốn từ những nhà đầu tư trên khắp thế giới cũng như là nơi mà nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư vào cái nền sản xuất và cái dân số đang giàu lên của trung quốc việc hồng kông thân thiện hơn đối với crypto mình nghĩ trước mắt không hẳn là để thu hút nguồn vốn từ crypto vào trung quốc vì hiện tại vốn hóa crypto chưa phải là lớn so với các thị trường truyền thống và để đầu tư vào các doanh nghiệp trung quốc thì mình nghĩ các công ty lớn vẫn sẽ làm việc với cả những ngân hàng truyền thống hơn nếu không phải vì lợi ích kinh tế thì mình nghĩ hồng kông có lẽ đang muốn thu hút nhân tài về để phát triển công nghệ crypto để tối ưu hơn hệ thống tài chính và sau đó thì mới đem lại những cái giá trị về kinh tế một kinh đô crypto hiện tại của châu Á là Singapore và khả năng là Hồng Kông đang cố gắng để cạnh tranh với quốc đảo này. Trước mắt Hồng Kông sẽ cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại đây đầu tư vào các cái dự án lớn, tối nhất hai chỉ số đầu tư. Dòng tiền sẽ chảy vào top coin nhiều hơn. Nhưng về lâu dài, mình nghĩ cơ hội sẽ nằm ở những cái dự án được ươm mầm và phát triển tại Hồng Kông, đặc biệt khi môi trường ở đây thân thiện với cả các cái startup về crypto hơn. Biết đâu nếu các công ty đứng đầu Web2 như là Google, Amazon được thành lập ở Mỹ thì các công ty đứng đầu Web3 sau này lại xuất phát từ châu Á, Hồng Kông, Singapore, Tokyo, thậm chí là ngay cả Việt Nam. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Cá nhân mình nghĩ hiện tại vẫn còn là giai đoạn sớm đối với thị trường crypto, khi chúng ta vẫn còn đang tìm cách ươm mầm và phát triển các cái ứng dụng có giá trị thực tế ở trong cuộc sống và nền kinh tế bên ngoài crypto. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Mr. Coin chúc các bạn và người thân có một cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau